Bắt đầu chăn nuôi từ năm 2000, anh Nguyễn Văn Hào ở xã Thượng Cốc, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội cho biết, để duy trì được đàn bò hơn 100 con như hiện tại, bất chấp những tác động của thị trường và dịch bệnh, yếu tố đầu tiên và quan trọng nhất chính là lựa chọn được những giống bò tốt và khỏe mạnh. Thì cũng như là chúng tôi đã nghiên cứu rất là kỹ, thì dựa trên tất cả cái nền tảng của nó. Thứ nhất là chúng ta mua được con bò cái nền tốt, thì chúng ta phải chia sẻ với nhau là như thế này, là phải tìm được cái vùng mà nguồn gốc xuất xứ của nó là con giống tốt, do cái nền bò ở đấy đã được lai tạo bao nhiêu năm nay rồi. Đó, thì chúng ta phải nắm được cái nguồn giống, tức là xuất xứ của nó đã lai tạo rồi. Thì nếu như tỷ lệ mà đã lai tạo con bò, ví dụ như là con bò chuyển sang con bò nước này, thì nó phải lai tạo từ con bò Brahman, nó chiếm tới 70% máu ngoại. Khi mà nó phối cái tinh của nhập khẩu về thì con bò đó đã đạt 70% máu ngoại, cộng với cái số tinh mà ở bên kia là 100% máu ngoại rồi, thì con bò đó sẽ đạt được trên 70% máu ngoại. Thì đấy là cái hiệu quả và cái quan trọng nhất, yếu tố lớn nhất để chúng ta chọn con giống, để mà làm sao nó lớn cái khung thì nó sẽ được nhiều thịt và sinh con nó sẽ lớn. Như tại trang trại của anh Hào, có hai giống bò chính đang được chăn nuôi là giống bò Angus và bò BB. Trong đó, giống bò Angus dù có nguồn gốc từ Mỹ và Úc nhưng được phối vào bò cái của miền Bắc Việt Nam là bò Sim và bò Brahman. Vì vậy, dù toàn bộ số bò này được sinh sản tại thành phố Hà Nội, nhưng đàn bò vẫn rất khỏe mạnh và cho năng suất tốt. Ngoài việc chọn một giống bò tốt, thì khâu chăm sóc cũng vô cùng quan trọng. Trong đó, anh Hào lưu ý đến khẩu phần thức ăn cho bò. Cái thứ nhất ý, về để mà chúng ta giữ được cái mình con bò nó béo, nó đẹp, nó lớn ý, thì chúng ta thứ nhất là chúng ta phải trồng đủ cái nguyên liệu cho nó. Thứ nhất là cỏ, thì nó mới đạt về, tức là cho nó ăn ý, thì cái cỏ bình thường bất cứ một cái loại cỏ gì các bạn phối hợp là nó là cái chất thô, thì nó đạt tới khoảng nó từ 10 kg, tức là 10 kg, tức là trên một tức là trọng lượng, tức là 10% trên trọng lượng cơ thể của con bò đấy. Đấy, thì là nó sẽ. Còn cái cám ấy thì nếu như cái cám gọi là cám viên hoặc là cái cám công nghiệp ấy, thì chúng ta chỉ là 5% so với con bò sinh sản thôi, chứ không cần đến 1% cả. Tức là 0,5% chứ không phải là không cần đến 1% trong đường cơ thể của con bò sinh sản này, thì nó giữ được cái độ bền rất là tốt. Hơn 20 năm trải nghiệm với nghiệp nông nghiệp, kinh qua không ít những biến cố, người nông dân huyện Phúc Thọ cũng bật mí về sức mạnh của tấm khiên cho trang trại bò hơn 100 con của mình. Bên cạnh trang bị đầy đủ những kiến thức chuyên môn, hệ miễn dịch của trang trại còn được anh Hào nâng cao nhờ vào tư duy và chiến lược chăn nuôi của chính người quản lý trang trại trước những biến động của thị trường, để không chỉ duy trì mà còn có thể nâng cao lợi nhuận ngay cả trong thời điểm khó khăn. Nhìn chung ấy thì nói là không ảnh hưởng thì cũng không phải. Nhưng để mà không ảnh hưởng ấy thì chúng ta phải có tư duy và chúng ta phải có cái chiến lược nào đó để chúng ta tránh vấn đề là về báo giá. Thì như chúng tôi thì ảnh hưởng rất là ít, không nhiều. Vì chúng tôi đã né được là do cái chiến lược chúng tôi chuyển đổi sang một cái con giống khác. Đó. Vì chúng tôi cũng ảnh hưởng nhưng không nhiều. Đó. Đó là cái tư duy của chúng tôi mà cũng đã có kinh nghiệm chăn nuôi rất là nhiều năm nay. Thì chúng ta thấy cái mục tiêu gì, cái định hướng chúng ta phải nhận định được nó, cái tình hình diễn biến như nào chúng ta phải nhận định được, thì chúng ta có thể để tránh né được cái vấn đề là về giá, cũng như là né được cái vấn đề về dịch bệnh. Đó, cho nên là thực tế là đơn vị chúng tôi vẫn phát triển bình thường. Chịu khó tìm tòi nghiên cứu về những thông tin nông nghiệp mới, dám thay đổi tư duy sản xuất và phát huy vị thế làm chủ trong nông nghiệp hàng hóa, những người nông dân như anh Hào đang góp phần thúc đẩy xây dựng một nền nông nghiệp hiện đại, nông dân giàu có, nông thôn văn minh.